Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm dung dịch khử khuẩn nano bạc. Có công dụng làm sạch da tay, không cần rửa lại bằng nước, giúp kháng khuẩn, ngăn ngừa vi khuẩn có hại cho da, bảo vệ da. Hương thơm rất là dịu nhẹ. Sản phẩm này đặc biệt phù hợp dùng cho máy xịt khử khuẩn. Hiện tại chúng tôi có hương quế, ngoài ra còn có là hương bạc hà, cam chanh, hoa hồng, xả và không hương, để cho bạn phù hợp lựa chọn.